Mình chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Sáng Tạo. Thì mình rất thường xuyên sử dụng những cái máy cắt tay này để cắt những cái ống sắt như thế này hoặc là những cái sắt hộp. Thì mình cảm giác thì khá là nguy hiểm. Đây, nếu mà để cắt như thế này thì cái khả năng vỡ đá do chúng ta sử dụng cái tay của mình nó không được vững, nó lắc một cái là nó vỡ đá. Vỡ đá nó bắn vào người, nó gây ra những cái tai nạn không đáng có, rất là nguy hiểm. Hôm nay mình sắm thêm một cái phụ kiện, nó có tên là chân đế máy cắt bàn, dùng cho máy cắt cầm tay. Đây, mình mua cái này trên Shopee, nó rơi vào tầm 305 ngàn. Ở đây mình có mấy cái mã giảm giá vận chuyển thì thanh toán 313 ngàn. Thì ở trên Shopee ấy, nó có rất là nhiều cái mã, rất là nhiều cái sản phẩm nó làm tương tự cái đế dành cho cái máy cắt cầm tay này. Tuy nhiên ấy, các bạn nên chọn những cái phụ kiện mà nó ghi là có đế gang ấy, bởi vì cái đế gang thì nó sẽ làm cho cái bàn cắt của chúng ta được vững vàng hơn, chắc chắn hơn nhé các bạn nhé. Đấy, thì mình thấy cái khối lượng của cái cục hàng này là 3.100 gram, tức là hơn 3 cân. Bây giờ mình sẽ phui ra cho các bạn xem và mình sẽ đánh giá cho các bạn xem dưới góc độ của người sử dụng. Mình không phải là nhà bán hàng cho nên là mình sẽ đánh giá dưới góc độ của người sử dụng cho các bạn xem. Còn nếu mà cái mặt hàng này sử dụng tốt thì mình sẽ chia sẻ với các bạn là cái mặt hàng này sử dụng ok, còn nếu không tốt mình cũng chia sẻ luôn. Cảm giác nó rất là nhiều phụ kiện các bạn. Đây, cái hộp này đây các bạn nhìn, nó có cái mã là TZ6103B. đây là cái hình ảnh của sản phẩm này. Cái sản phẩm này nó có hộp, mình nhìn thì mình cảm giác như là các pháp sư Trung Hoa sản xuất thôi. Những cái đồ này Việt Nam thì gần như là không có đơn vị nào làm đâu. Đây, một cái hoàng, rất là nhiều phụ kiện, đổ hết ra đây cho các bạn xem nhé. Đấy, rất là nhiều phụ kiện này. Đấy, cái này là hợp kim, mình nhìn được sơn tĩnh điện. Đây, cái đế này đúng bằng gang thật. Bây giờ mình sẽ kiếm cái cân và lấy cân cho các bạn xem. Đây mình có cái cân 30 cân này, mình cân nguyên cái đế này cho các bạn xem nó bao nhiêu cân. Đấy, nó khoảng độ 1 cân 8. Đây là vạch 2 cân, 1 cân 8, các bạn nhìn thấy không? Đấy, khoảng 1 cân 8. Và mình cho hết tất cả các phụ kiện vào xem là nó được bao nhiêu cân. Đây, các loại ốc vít này, nó rơi vào khoảng độ 2 cân 8, 2 cân 7, 2 cân 8. Lắp đặt thì họ cũng gửi thêm những cái con lục lăng này 3 cỡ để mình lắp. Đây, chúng ta sẽ cho lục lăng vào đây, gọi lục giác ấy, xoáy hai cái con. Thank you.
Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip mà mình vừa mới đánh giá, lắp đặt và test thử cái chân đế dành cho cái máy cắt cầm tay. Cái chân đế này thì được làm từ gang nhé. Còn cái tay cầm này, khu vực này làm từ thép hợp kim. Thì mình phải công nhận là các pháp sư Trung Hoa ghê thật. Họ có cái suy nghĩ thật là đỉnh cao. Nó làm cho người lao động được an toàn hơn. Tuy nhiên có những cái điểm mà mình muốn là nhà sản xuất nếu mà ra những phiên bản tiếp theo thì khắc phục. Đó là cái chắn, cái tấm chắn này này nên làm bằng thép như thế này. Thép như là cái tấm mà bảo vệ của cái lưỡi cắt này này. Đấy. Là cái thứ nhất. Cái thứ hai là thiết kế làm sao cái hành trình cắt này nó được mở rộng hơn. Bởi vì như thế này là mình cắt, ví dụ như cắt cái ống này. Cái ống này nó là ống phi 21 à. Mà cái đá của mình nó mòn như thế này. Tức là cái đá này, đá 10cm thì nó rộng ở ngoài này, cắt cái ống 21, 27, thậm chí 34 vô tư. Nhưng mà khi cái đá nó mòn ấy, tầm này, thì chỉ cắt được 2 phần cái ống thôi. Và mình phải thực hiện cái thao tác xoay. Đây là ống tròn nhé. Còn nếu mà là hộp vuông hoặc hộp chữ nhật ấy, thì các bạn phải tắt máy, tháo ra, các bạn lật ngược quay lại cắt nhé. Các bạn đừng có xoay như ống tròn mình vừa xoay là nó sẽ sửa đá. Đấy, cái đấy là phải lưu ý. Ống tròn này có thể xoay được. Xoay được với điều kiện là các bạn gá máy thật là thẳng. Còn nếu mà gá máy chéo một cái mà các bạn xoay nó cũng vỡ đá. Thì nhà sản xuất nên thiết kế làm sao để ra, nghĩa là kéo dài cái hành trình này này, cái hành trình cắt này, để cho những cái viên đá mà nó mòn quá một nửa rồi vẫn có thể cắt được hết như cái ống 21 hoặc 27. Thì về cảm quan đánh giá thì do là cái máy cắt cầm tay này, loại máy này chỉ phù hợp với cái đá 10cm, tức là đá 10 phân này này. Thì về cơ bản là chỉ cắt cái ống tầm độ 34 đổ về thôi. Còn ống to hơn thì các bạn phải xoay vòng tròn, phải lật. Còn nếu mà muốn cắt cái những cái hộp to hơn ấy, hoặc ống to hơn ấy, thì các bạn nên có một cái máy cắt to, dùng cái lưỡi đá cắt to một chút. Thì ở đây họ làm cái hình oval này, chúng ta có thể nới rộng cái khoảng cách này ra để bắt vào cái tai của những cái máy cắt to. Đấy. Còn những cái máy cắt bé thì chúng ta lại thu hẹp lại. Thì oval này chúng ta có thể di chuyển. Và cái chỗ tay này này nó có thể xoay, cho nên là bất kể một góc nào thì chúng ta cũng có thể xoay để bắt. Đấy. Mình thấy khá ok. Nếu mà các bạn để cố định lên cái mặt mặt nào thì các bạn bắt hai con vít ở đây. Khi nhà sản xuất nó cho hai con vít để bắt ở đây. Đấy. Hoặc là cái mà chúng ta cần gá thì chúng ta có thể dùng hai con vít này để chúng ta gá như thế nào đấy trên bề mặt này. Đấy. Thì cái máy cắt này mình thấy là ok. Nếu mà sử dụng trong hộ gia đình như mình thì nó đáp ứng được cái vấn đề an toàn. Chứ chúng ta cầm tay chúng ta cắt ghê lắm. Mình thấy rất là nhiều vụ tai nạn thương tâm. Vâng, xin cảm ơn các bạn đã theo dõi clip trên kênh Sáng Tạo nhé. Các bạn hãy đăng ký kênh Sáng Tạo, nhấn vào nút chuông. Và các bạn hãy để lại comment, góp ý đánh giá của mình nhé. Mà các bạn thấy clip này hữu ích thì các bạn hãy nhấn like, thích video ủng hộ mình nhé. Và các bạn lưu ý là mình cũng nhắc lại, trên Shopee bán rất nhiều sản phẩm. Có sản phẩm hơn 100 ngàn thôi, có sản phẩm hơn 200 ngàn. Và cái sản phẩm này này thì nó là 305 ngàn, chưa có tiền ship. Thì nó được cái đế bằng gang. Còn những cái sản phẩm kia, cái lá tôn này nó cực mỏng luôn, nó cực mỏng ọp ẹp luôn. Nhiều bác đã comment là mua vài không dùng được, nhưng mà đây tổng trọng lượng của nó là xấp xỉ 3 kg cơ. Cái đế gang nó rất là vững, cho nên là cái đấy các bác nhìn để cái máy cắt này rất là vô tư luôn, nó không bị lật. Còn những cái kia nó ọp ẹp lắm, cắt nó không chính xác và nó lại vô hình chung nó lại tạo nguy hiểm cho chúng ta. Đấy. Thì cảm ơn các bác rất nhiều nhá, hẹn gặp lại các bác trong clip tiếp theo.